Chuyện con gà trống kiêu căng Gà trống non có bộ lông đẹp tuyệt vời Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ đuôi công Còn tiếng gáy của gà trống non thì vừa rõng rạc, vừa âm vàng Gà trống non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm Vì thế nó sinh ra kiêu căng, coi thường gà tổ, mèo vàng một hôm, gà trống non khoe với gà tổ. Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy. Gà tổ cãi lại. Ồ, không phải đâu, bạn đừng có nói khoác. Gà trống non lại chạy đi khoe với mèo vàng. Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy. Mèo vàng cười rung rìa mép. Vì mặt trời mọc nên gà mới gáy đầy chứ. Tiếng gáy của bạn làm sao đánh thức được mặt trời? Gà trống non chẳng thèm nghe mèo vàng nói, nó bỏ ra sân chơi và nghĩ thầm được rồi sáng mai sẽ biết. Sáng hôm sau, sau khi dõng dạc cất tiếng gáy vàng, gà trống non để ý ngắm xung quanh, quả đúng thế nghe tiếng của nó thiên hạ bắt đầu tỉnh dậy chim chích chòe hót véo von trên ngọn cây mèo vàng vươn vai và lấy chân rửa mặt cả ông mặt trời cũng ló đầu ra khỏi tấm rèm mây hung hung đỏ gương mặt hồng hào và tròn chặn gà trống non có cảm tưởng như ông mặt trời đang mỉm cười với nó gà trống non hí hửng chạy tới chỗ gà tổ mèo vàng nó hét lên hãy mở to mắt ra mà xem tiếng gáy của ta đã đánh thức tất cả thiên hạ dậy gà tổ mèo vàng quay mặt đi chẳng nên phí lời với những kẻ nói khoác gà trống non tức đỏ mặt lên nó quay sang gây sự với gà tổ gà tô chẳng bao giờ muốn chọi nhau nhưng lần này nó quyết định cho kẻ hay gây gổ và khoác lác một bài học gà tô hùng dũng nhảy bổ vào gà trống non mổ cho nó mấy cú vào cái mỏ khoác lác suốt đêm hôm ấy gà trống non nằm rên rỉ vì đau mãi tới lúc gần sáng nó mới chợp mắt được khi tỉnh dậy nó thấy chuồng gà đã vắng tanh, vắng ngắt từ bao giờ. Ngoài vườn, gà tổ, mèo vàng đang dạo chơi, phía trên dạng tre, mặt trời đang lè lói. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường mặc dù không có tiếng gáy của gà trống non.